xóa này Nhưng có một vấn đề rất là quan trọng liên quan tới đặt tên của mô đun Đó chính là các quy tắc liên quan tới đặt tên của mô đun Vậy đặt tên của mô đun thì có vấn đề gì? Nếu như các bạn để ý thì chúng ta sẽ thấy là Trong phần mô đun này tên được sắp xếp theo từ tự từ A đến Z Nếu như chúng ta có một mô đun ở bên dưới Nhưng khi được đổi tên lại Ví dụ bắt đầu bởi chữ A, ship gạch Ví dụ 02 chẳng hạn thì ngay lập tức module này sẽ được đưa lên vị trí đầu tiên ở trong thư mục module của VBAY thì cái đặc điểm sắp xếp theo tên này thì giúp chúng ta dễ theo dõi nhưng mà đôi khi nếu chúng ta có nhiều module và chúng ta đổi tên một module mới thì nó lại xen vào giữa ở các module ở bên trên và làm xáo trộn đi cái việc quản lý module cũ của bạn đấy, thì đấy cũng là một trong những cái điều chúng ta cần lưu ý vì vậy, đối với cái quy tắc đặt tên, chúng ta cần có một số cái quy ước để trong quá trình quản lý module chúng ta sẽ quản lý dễ dàng hơn. Khi áp dụng quy tắc đặt tên module này thì nó sẽ giúp cho chúng ta tránh được lỗi trong cái quá trình đặt tên cũng như là công việc quản lý các module được dễ dàng hơn. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có một số quy tắc như sau này. Thứ nhất, đó là không đặt tên bắt đầu bằng một số mà phải bắt đầu bằng một ký tự tích Ví dụ đây mình sẽ thử đặt tên cho cái module này bắt đầu với một số mình đặt là số 1 bấm enter báo lỗi ngay lập tức lỗi này là chúng ta không được đặt tên bắt đầu bằng một con số mà phải bắt đầu bằng một chữ cái hoặc là một cái ký tự tích nguyên tắc là không được bắt đầu bằng con số thứ hai đó là không được sử dụng dấu cách ở trong tên nếu như chúng ta đặt tên của module mà có dấu cách ví dụ như ở đây mình sẽ cho cách ở phần ví dụ này rồi cách ra là không hai này đó thì nó sẽ báo lỗi ngay vì vậy không cho phép chúng ta đặt dấu cách vào trong tên của module lưu ý thứ ba là không sử dụng ký tự đặc biệt ở trong tên ở đây chúng ta chú ý các ký tự đặc biệt là các cái ký tự liên quan tới việc sử dụng phím shift và các cái con số từ 1 đến 0 hoặc là các cái dấu cộng, dấu trừ ở phía bên trên. Chúng ta chỉ được phép dùng dấu gạch dưới. Nghĩa duy nhất có dấu này là được dùng trong cái việc đặt tên của mô đun. Hoặc là dấu chấm. Những cái dấu mà liên quan tới ký tự tích chứ không phải là ký tự đặc biệt. Tiếp theo là tên của mô đun không được phép giống tên của một đối tượng có sẵn ở trong Excel. là tên của sheet này, tên của một hàm ví dụ như tên là VLOOKUP chẳng hạn, đấy, thì chúng ta cũng tránh những cái tên đó, hoặc là tên đã có của một sheet rồi, hoặc là những cái tên mà nó dễ gây nhầm lẫn thì chúng ta cũng không nên dùng. Tiếp theo là chúng ta nên viết hoa chữ cái đầu của mỗi từ để dễ đọc và dễ viết. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Ví dụ như ở đây chúng ta có cái module là a sinh hoạch ví dụ không hai, ở đây giả sử chúng ta có một cái tên khác đi, mình sẽ viết một cái tên là là hàng tồn kho đi hàng tồn kho đó viết như thế này thì các bạn hãy thể thấy này nếu như những người mà chúng ta đã làm quen rồi thì chúng ta mới thấy cái tên này nó có ý nghĩa là hàng tồn kho nhưng với những người khác những cái người mà không quen cái công việc này thì họ không hiểu cái chữ này nghĩa là gì bởi vì nguyên tắc là không được viết tiếng việt có dấu mà do đó là viết tiếng việt mà không dấu mà lại không viết hoa thì rất là khó để phân biệt các ký tự cái nào đứng đầu cái nào đứng sau vì vậy để tránh cái trường hợp này chúng ta nên có những ký tự viết hoa ở đầu của mỗi từ đó thì khi đọc chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt hơn so với việc chúng ta không có ký tự viết hoa chúng ta biết rằng mỗi ký tự viết hoa sẽ bắt đầu trong một từ nếu chúng ta viết liền thì nên viết hoa những ký tự bắt đầu. Còn nếu chúng ta dùng dấu gạch dưới để ngăn cách thay cho dấu cách thì không có vấn đề gì cả. Như thế này hoàn toàn bình thường. Và chúng ta cũng cần phải lưu ý tới cái việc là thứ tự module sẽ tự động sắp xếp theo ký tự đầu tiên, thì chúng ta cũng nên có những cái dấu hiệu để giúp phân biệt cái thứ tự của các module được dễ dàng hơn. Đó chính là cái lưu ý thứ sáu này. Khi sử dụng nhiều module thì cần có ký hiệu phân nhóm module ngay khi chúng ta đặt tên để giúp dễ quản lý, dễ tìm cũng như là dễ phân loại các module giống nhau hoặc là có cùng một cái công việc đấy thì chúng ta nên đặt những cái tên có cái từ để phân loại. Thì đấy là những cái lưu ý liên quan tới việc đặt tên của module ở trong VBay. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.